Ah, ¿sí? Anh về. Ra đi, bạn mẹ vừa giật cho bạn chóng mặt luôn đi. Ôi đó. Ừ. Thì tôi về cơ bản trình độ ngã của bạn rất là tốt rồi đấy. Ngã đẹp như hoa xanh. Ôi sụp. Tự nhiên. Các bạn chú ý tinh thần đi nha. Các bạn sẽ lần lượt sẽ được làm món buffet cả lớp may may hôm nay lớp mặt. Lớp một cái lớp hàng người. Cố lên Minh ơi. Hét lên. Hét lên. Lớp thì có này rồi. Buổi sau nha, buổi sau Jun sẽ làm món buffet các bạn cái chân nào. Chị bóng coi thôi con chị xin chị. Ừ, lo gì. Mình phải đấu lúc mệt này mình mới thể hiện được kỹ thuật của mình này.